Theo quan điểm dân gian, then có nghĩa là trời, kinpang có nghĩa là hưởng lộc. Lễ hội then kinpang là một hình thức tín ngưỡng để người Thái trắng ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu thể hiện lòng biết ơn đối với trời đất, các vị thần linh. Từ đó bày tỏ ước vọng về chỗ dựa tinh thần, tạo dựng niềm tin để vượt qua những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Bên cạnh đó, then còn được nhìn nhận như một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian, tích hợp từ văn học, âm nhạc, múa và trình diễn. Ngày nay, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, song lễ hội vẫn được người Thái trắng nơi đây tổ chức thường niên để lưu giữ bản sắc dân tộc, giáo dục con cháu niềm tự hào về cội nguồn của mình. Kính thưa quý vị khán giả, thưa các đồng chí, lễ hội then kinpang huyện Phong Thổ năm 2022 được tổ chức nhằm duy trì, bảo tồn và phát huy những giá trị phi vật thể của lễ hội then kinpang, đồng thời nhằm duy trì và phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân và du khách đối với các giá trị di sản của đồng bào dân tộc Thái, khơi dậy tiềm năng cũng như là những vẻ đẹp truyền thống của các giá trị văn hóa đồng bào dân tộc Thái. Và là một cô gái dân tộc Dáy, khi đến với lại lễ hội, bản thân tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi được tham gia lễ hội. Nghi lễ quan trọng nhất của lễ hội diễn ra tại nhà then. Bà then là người đại diện cho bà con, thực hiện các nghi lễ cúng, dâng hương, thể hiện lòng biết ơn trong năm cũ, cũng như bày tỏ ước vọng trong năm mới đối với trời đất, các vị thần linh tạo phúc cho dân, ban cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản mường yên vui, no ấm. Những sản vật đặc trưng của bản làng được bà con thành kính lựa chọn để dâng lên mời then và các vị thần linh về chứng giám cho lòng thành của dân bản. Lễ hội then kinpang huyện Phong Thổ năm 2022 sẽ gồm phần lễ và phần hội. Phần lễ thì sẽ đảm bảo tính trang trọng và hoành tráng, còn phần hội thì sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, sẽ đem đến những cảm xúc, những trải nghiệm hoàn toàn mới về những nét đẹp văn hóa của đồng bào dân tộc Thái tới du khách gần xa. Trong những ngày diễn ra lễ hội, chương trình thi văn nghệ và trình diễn trang phục dân tộc Thái được tổ chức quy mô, hoành tráng, gồm 6 đoàn của 6 xã và thị trấn của huyện Phong Thổ, nơi có đông bà con người Thái sinh sống, tham gia. Tôn lên vẻ đẹp, chất chất, quyết định anh em cùng sinh sống trên mảnh đất Mường So, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với phần thi văn nghệ, mỗi đoàn có 3 tiết mục, đều thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa dân tộc Thái, có nội dung ca ngợi về quê hương đất nước, con người, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội và tinh thần đoàn kết, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của không chỉ bà con người Thái mà còn các dân tộc khác tại địa phương. Còn ở phần thi trình diễn trang phục truyền thống, mỗi đoàn có 2 thí sinh, một nam một nữ tham gia trình diễn. Trang phục nữ gồm lễ phục áo dài, thường phục áo cóm dài tay, thường phục cách tân áo cóm cộng tay. Trang phục nam giới gồm bộ quần áo tràm, giúp những ai đến lễ hội đều có thêm hiểu biết về nét văn hóa truyền thống đặc sắc này của người Thái.
Chúng tôi mang đến với chương trình với đội múa truyền thống của Mường So chúng tôi một tiết mục múa, tiết mục trình diễn trang phục, tiết mục thờ tấu và hát về quê hương Mường So chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào về truyền thống của dân tộc mình. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của mình. Qua cái đêm mà biểu diễn văn nghệ lễ hội Thần Pan năm nay tôi rất tự hào. Các tiết mục rất là đặc sắc, rất là đẹp. Thì tôi cũng mong rằng các cấp ủy chính quyền quan tâm và cũng mong các lớp trẻ cũng phát huy, khôi phục lại bản sắc văn hóa của dân tộc, đặc biệt là những điệu ca, điệu múa đặc sắc. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền vận động bà con phát huy những cái giá trị bản sắc văn hóa dân tộc để ngày càng nó càng khôi phục, càng phát triển. Trong những điểm mới cũng như là đặc sắc trong lễ hội Then Kin Pang năm nay đó chính là lễ hội gội đầu hay còn gọi là lễ hội Áp Hô Chiêng. Lễ hội này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào người dân Thái Trắng, thể hiện ước vọng của người dân về một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cũng như thể hiện sự đoàn kết và sự thân thiện của con người với tự nhiên. Lễ hội gội đầu Áp Hô Chiêng gắn với câu chuyện truyền thuyết về nàng Han giả trai đi đánh giặc, chiến thắng trở về vào ngày 30 Tết. Nàng Han cùng quân lính nghỉ ngơi, tắm gội bên bờ Nậm Bó thuộc suối Nậm Lùm, huyện Phong Thổ, Lai Châu để ăn mừng chiến thắng và đón năm mới. Nơi nàng Han tắm, bầu trời bỗng tỏa ánh hào quang, xuất hiện một đám mây ngũ sắc đón nàng về trời. Để tỏ lòng kính trọng và biết ơn công lao to lớn đó, người dân đã lập miếu thờ cúng nàng Han vào dịp lễ Tết và tổ chức nghi lễ gội đầu vào chiều 30 Tết hàng năm để cầu mong nàng Han che chở, ban phát cho con người sức khỏe, tình yêu, hạnh phúc và bản Mường yên vui, mùa màng, bội thu. Điều đó đã trở thành một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp được người dân tộc Thái Trắng Tây Bắc nói chung, huyện Phong Thổ nói riêng, coi trọng, giữ gìn đến ngày nay. Để rồi trong lễ hội năm 2022, lễ hội gội đầu Áp Hô Chiêng lần đầu tiên được phục dựng khiến đông đảo bà con, du khách gần xa không khỏi trầm trồ, thích thú khi được chứng kiến các cô gái Thái khi gội đầu rất đẹp, rất duyên dáng. Là người trực tiếp tham gia nghi thức gội đầu bên suối Nậm Lùm, chị Vàng Thị Hợp ở bản Cang, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ đã có một trải nghiệm đáng nhớ. Em cũng rất vui khi được tham gia lễ hội qua lễ hội gội đầu này, vì hàng năm mỗi dịp Tết là mình đều được gội đầu nhưng mà là gội ở nhà, gọi là một mình thôi ạ. Nhưng mà khi được đến tham gia lễ hội này, em được gội với quy mô lớn và nhiều người hơn để quảng bá lễ hội Then Kin Pang và quá trình gọi là Áp Hô Chiêng của người Thái Trắng bọn em ạ. Rất vui khi được tham gia lễ hội Then Kin Pang với quy mô và rất nhiều người khi gội đầu cùng một dòng suối như thế này ạ. Ngày Áp Hô Chiêng 30 Tết của đồng bào Thái là người ta dùng bồ kết. Bồ kết là một vật trừ tà, đấy theo người Thái nên là rất thiêng. Chứ này người ta là một loại hoa quả trên hoang dại thôi, nhưng mà người ta cố gắng tìm để là trừ tà. Tức là sau khi trừ tà trôi theo dòng sông, dòng suối.
cầu mong những cái điều tốt lành, tiền thì vào đầy hòm, thóc lúa thì vào đầy kho, nhiều con người phát triển, tức là có sức khỏe dồi dào, phù hộ cho chăn nuôi phát triển, phù hộ cho trồng trọt tốt tươi. Một điểm nhấn ấn tượng nữa của lễ hội Then Kin Pang là phần té nước, vốn được coi là lễ hội té nước lớn nhất cả nước. Người tham gia sẽ hòa mình xuống dòng suối Nậm Lùng, xã Khổng Lào, huyện Phong Thổ, với mong muốn để những điều không may trôi theo dòng nước. Theo quan điểm của người Thái, ai được té càng nhiều nước, người ướt sũng thì gặp càng nhiều may mắn. Trong làn suối mát lành, bà con, du khách vui vẻ té nước, cùng hòa mình vào không khí lễ hội. Là một người con của dân tộc Dáy, hôm nay khi đến với lễ hội Then Kin Pang, bản thân tôi cảm thấy vô cùng hào hứng. Vì đây chính là dịp để tôi cũng như là du khách thập phương có thể có cơ hội để tìm hiểu cũng như trải nghiệm những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái tại huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Bản thân mình là một người con được sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Phong Thổ. Thì từ bé thì mình cũng đã được tham dự cái lễ hội Then Kin Pang này từ cổ truyền từ rất xưa. Nhưng với những năm gần đây nhất và đặc biệt năm 2022 thì lễ hội Then Kin Pang được tổ chức với một quy mô rất rộng lớn. Mình rất là tự hào. Truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc Thái đã được lan tỏa đến tất cả mọi người, bạn bè gần xa, du khách trong và ngoài tỉnh. Cảm ơn cả. Nếu mà thế là chưa nghe, cũng đã bắt đầu. Các môn thể thao truyền thống của người Thái là nội dung không thể thiếu trong lễ hội và thu hút đông đảo người tham gia. Trò chơi bịt mắt võ chiêng. Chị Vàng Thị Duyên ở xã Bản Lang, huyện Phong Thổ tham gia thi ở nội dung bịt mắt gõ chiêng, cũng như các vận động viên không chuyên khác. Trước khi đến đây, chị đã bỏ nhiều công sức luyện tập kỹ thuật, sức bền với mong muốn có được sự chuẩn bị tốt nhất để tranh tài. Em cảm thấy rất là vui khi được tham gia các trò chơi của lễ hội Then Kin Pang. Em rất tự hào khi mình là con người của dân tộc Thái. Em sẽ giữ gìn bản sắc dân tộc của mình. Trong cái lễ hội Then Kin Pang của năm nay, thì ban tổ chức quyết định là lựa chọn 9 môn thể thao dân tộc để cho các đoàn tham gia thi đấu tại lễ hội. Và với mục đích là để phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, để lưu truyền, lưu giữ cho các thế hệ, và đồng thời cũng là quảng bá cái hình ảnh tới du khách địa phương về cái văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc. Và còn mục đích như nữa là để tăng cường cái tinh thần tuyên truyền, giúp nhân dân trong địa bàn của xã, nói chung là huyện và tỉnh, để nâng cao cái tinh thần thi đấu, tinh thần rèn luyện thể thao. Với mục tiêu đưa lễ hội Then Kin Pang trở thành một điểm đến du lịch đặc sắc, hấp dẫn du khách của Lai Châu, ban tổ chức cùng bà con người Thái nơi đây đều đồng lòng, nỗ lực chuẩn bị những chương trình tham gia lễ hội mang tính nghệ thuật cao, nội dung mới, chọn lọc đặc trưng văn hóa tiêu biểu của người Thái Trắng ở huyện Phong Thổ. Các hoạt động, phần thi được đánh giá có tính cộng đồng, đề cao vai trò chủ thể văn hóa, giao lưu văn hóa, bảo đảm tốt yếu tố bảo tồn, tôn vinh, phát huy giá trị văn hóa truyền thống và để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người tham gia cũng như du khách. Thành phố Hồ Chí Minh, đây là lần đầu tiên mình có mặt tại Lai Châu và thực sự là thật là thú vị. Lai Châu thì con người hiền hòa, dễ thương và có đa sắc thái dân tộc, nhất là người dân tộc Thái. Họ đẹp, biết là đẹp luôn. Ngắm các cô gái Thái thì da rất là trắng và cái đôi mắt thật đẹp quá. Và các cái nét văn hóa dân tộc ở đây rất là đa dạng và ẩm thực cũng rất ngon. Và một điều đặc trưng nữa của văn hóa Lai Châu là họ có rất là nhiều nền văn hóa đan xen. Mình rất là hào hứng trong bộ đồ mình đã tự mua để được tham gia trong lễ hội.
lễ hội Then Kim Bang năm 2022 ấy, là có những cái đặc sắc so với năm trước. Năm nay thì chúng tôi tổ chức lễ hội trong lễ hội. Trong lễ hội Then Kim Bang thì chúng tôi có hệ lễ hội té nước, lễ hội gội đầu áp hô chiêng và đêm hội vòng xòe đoàn kết lễ then. Chúng tôi cho rằng các cái hoạt động trong lễ hội được triển khai kéo dài trong 3 ngày thì thu hút du khách đến với Phong Thổ rất là ấn tượng. Từ cái sự nỗ lực và sự tận tâm, nhiệt huyết của bà con nhân dân trên địa bàn và với cái tình cảm của du khách thì lễ hội Then Kim Bang năm 2022 tôi cho rằng là một sự thành công nhất định và mong muốn được sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ và cái sự đồng hành của du khách đến với Phong Thổ. Lễ hội Then Kim Bang được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2015. Từ đó, ngày càng lan tỏa, được nhiều người biết đến. Có thể thấy, lễ hội năm nay đã thành công trong việc giới thiệu, tôn vinh và quảng bá các giá trị văn hóa độc đáo, đặc sắc của bà con người Thái huyện Phong Thổ, thúc đẩy phát triển du lịch huyện, giúp những người tham gia và du khách gần xa thêm hiểu biết, trân trọng, giữ gìn các di sản văn hóa truyền thống quý giá này, góp phần xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.